Đức Chúa Trời. 结果在遭遇中的我这个真的有话语. Bởi vì trước khi cái điều mà ngăn cản cái tình yêu thương của con người nó là cái phong tục tập quán đúng không? Còn đời tôi xin ta cho cái xin luôn tới mà giờ là trong đời tôi cho cái chay của là minh sư. Và cái phong tục tập quán này nó ảnh hưởng rất là nhiều cái. Nhớ cho cái chay nó mà ở trên lừa ta anh tàu giả cần cầu. Cũng có nhiều người thì không thể lấy nhau về cái phong tục đó. Nếu cũng anh tàu lên đầu tuổi đấy, sĩ dụ sĩ tàu là trong đời tôi cho cái chay. Có nhiều người hay là bố mẹ xích mích hay là hai gia đình thì xích mích về cái phong tục đó. Thì nó cũng mua cho nền thiết sĩ xích chặt xích chia cho cái chay đó. Cho nên đây điều quan trọng nhất chúng ta là chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Giờ nó không có cái cường cầu phép từ sa tăng mình cần phải. Khi mà chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời là chúng ta phải bỏ đi cái suy nghĩ của chúng ta. Thọ phép sa tăng mình có anh chữ lời gì phép từ cho phép từ khen thiên phép cho cái sa bỏ chê. Khi mà tôi suy nghĩ trước đây đối với lễ đi thì người thiệt thòi nhất chính là người nữ. Giờ bố xã sò cho này đây mà giờ tụ ở trầu lo đồn đầy mà tụ đã giật. Nghĩa là họ chịu rất là nhiều thiệt thòi. Giờ nó lỡ trị tao già cái cầu cầu. Khi mà lập gia đình thì cũng tốn tiền. Thôi giữa bên này là uống nước ninh để chị ở chỗ công nhà tàu. Sau khi chồng của mình chết rồi thì mình cũng tốn tiền luôn. Thật anh tại dù tôi xin tôi lại lo những cuộc phóng chia thế. Ý là sau khi chồng của mình chết thì có cái phong tục là người gia đình bên người nam thì sẽ lấy tiền hay là sẽ lấy đất tiếp. Thì thật anh tại thì tôi là gì nhắc đầu tọt sĩ thì mua đó ca là sĩ mua nhiệt đó ca. Cho nên thì tôi thấy rằng cái phong tục này nó không có lợi gì cả. Nếu bố bổ điện sau cái chay nên mình được chứng minh đơn kỳ đó xì liền. Nó không đem cái sự vui mừng hay là lợi ích cho cái sự việc mà hai người lập gia đình. Thì xin cái giả xì là bố trò thiên sau cái dòng xì là trò hậu xì nền. Cho nên thì khi mà chúng ta thì quan trọng nhất ở chúng ta ở trong hội thánh là chúng ta có hội thánh. Nếu không có cái cửa cầu bên nhà trò bền trình là bên mua bền trình. Nếu mà chúng ta thì muốn giúp đỡ là chúng ta sẽ giúp đỡ cho hai người. Giờ biết si ba gì biết ba trò ó tù. Giờ là chúng đem cái sự vui mừng đó cho hai người. Giờ biết ta cho cái dùng xin là trò ó tù. Chúng ta chúc phước cho hai người. Biết còn có muốn trò ó tù. Nghĩa là tình cảm của chúng ta này chúng ta dành cho hai người. Giờ biết cho cái luôn là biết mua trò ó tù. Có hiểu không ạ? Biết bộ tao tao à? Cho nên thì hoa hồng thì đẹp. Lúc ban đầu mà nên chúng tôi cần cầu. Nhưng mà phải có gai góc ở trong đó. Thì xin chúng mua cho bỏ nhất trong đó. Ấy là tình yêu tình trong cái tình yêu á. Thì không có nỗi buồn cay đắng ở trong đó. Dạ muốn chiến lược thì nhất là hậu sắc ký luôn tự mẹ chủ chúng mới sắc ký như là xia tới sắc ký mo xia là hậu. Lý do đó mà khi mà chúng ta sống thì chúng ta cần sự chia sẻ. Dạ nợ giờ mình đi đây mà có bé luôn đi nhau bé thì lấy một sắc ký xia chồng. Có cái mà chúng ta không đúng thì chúng ta phải bỏ đi. Mua dạng chi dọn bé chủ cho ba sắc một. Cho nên thì gia đình hạnh phúc nhất. Dạ, anh lo trong tại của gia của ca sĩ thường rồi. Đó là họ biết bỏ suy nghĩ của mình đi. Còn ta lấy bỏ tiếp lấy cho lấy sự kiện sao có một. Bởi vì mỗi một suy nghĩ của chúng ta là không có một người nào đúng cả. Giờ anh lo trong tại sự kiện sao chứng minh tụi này từ bây giờ đi. Không có một người nào để chủ trương tôi là đúng. Chứng minh từ giữa hai tiền của giờ tụi giờ là. Ý nghĩa là người chồng thì cũng thấy mình là người sai. Giờ này có muốn giới thiệu tiền tụi chỉ chụp bỏ tiền dụ kế là. Người vợ thì cũng thấy mình là người sai. Thế từ bỏ tiền chụp bỏ tiền cũng việc tụi dụ kế là. Nếu mà cả hai người đều thấy mình sai thì có người có thể sống một đời sống tốt đẹp được. Giờ nó là lời của bỏ tiền dụ kế liên tới chỉ của tôi lúc này dùng xin tất cả chưa được. Nếu mà hai người thì đều nghĩ mình đúng, chồng thì suy nghĩ là mình đúng, vợ thì cũng nghĩ là mình đúng, thì kết quả cuối cùng là chỉ đến một nơi là có thể ly dị thôi. Giờ tôi bỏ đi New York, tiếp tục xin đi bỏ New York thì còn ăn tại lương trên tại cho một số rất kỹ xin rau xương. Cho nên là điều quan trọng nhất là đó là chia sẻ. Giờ có một cái cần cầu mà chủ xí cho lùa kì. Các bạn anh chị em thì có thường xem TV không ạ? Nhờ trong cái tin thấy cho một số tuổi đẹp của sách TV thế ạ? TV thì nó rất là đặc biệt. TV mà nó dùng cần cầu. Ý nghĩa là nó có remote đây mà điều chỉnh. Giờ nếu muốn lướt remote tới một cái bếp khi. Khi mà âm thanh thì lớn. Thầu lúc xuống này rõ lo thầu là thì mình sẽ giảm lại âm thanh đó. Thì còn nó biết giá còn được dâu mới chỉ. Nhưng mà khi âm thanh thì nhỏ thì mình sẽ cho nó lớn. Thầu lúc xuống này dâu thì biết cho còn được lo đúng không? Cho nên thì có một cái nút để mà điều chỉnh. Còn nên mỗi lúc bo còn biết à. Ý nghĩa là đời sống của con người cũng vậy luôn. Giờ anh nhớ cái lúc này của dòng của vậy đi nào. Không phải lúc nào chúng ta cũng giữ ý kiến của mình là đúng cả. Chia thì phải biết của biết được hay là biết thì biết giờ xưa. Làm sao mà chúng ta có thể điều chỉnh được đời sống của mình? Giờ chủ lý chặt thì lựa giá tập cái luôn này. Nghĩa là làm sao cho phù hợp. Dù lý cha còn nên tao sĩ hậu kì. Cho nên là khi tôi suy nghĩ về do cái phong tục hai bên nó là khác nhau. Thôi có sát sợ. Có sao mà người sĩ sợ cho sao kì chạy. Nếu mà chỉ nói phong tục thôi là nó là vấn đề rồi. Hay cho là vấn đề của
thì chạy thì tiếp. Nhưng mà điều quan trọng nhất là ở đây là Kinh Thánh. Thì sẽ có một cái kiểu trời là nó dùng qua sự sao lù. Khi mà chúng ta đã đứng trước Kinh Thánh rồi, chúng ta sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Thông biết sẽ ta mình để qua sao lù lời chỉ thông biết sẽ ta mình qua chữ. Chúng ta sẽ quyết định trước mặt Đức Chúa Trời. Nhớ biết quyết định để qua chữ. Đó là điều mà chúng ta vui mừng. Khó để khó biết dùng xía cần cầu. Khi mà tôi tổ chức lễ thành hôn như thế này. Thôi á, biết lúc trong mùa cái sĩ dụ lì đó. Chúng ta có Kinh Thánh. Bấy mùa bán sao lù. Kết hôn thì phải có Kinh Thánh. Sao cái sĩ dụ anh tới chủ mùa bán sao lù. Kết hôn mà không có Kinh Thánh thì không phải không có ý nghĩa gì cả. Giờ đây cái sĩ dụ nó chủ mùa bán sao lù chỉ là chủ mùa nông kỳ đá xì lì. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì công nhận về điều đó. Khó để bác sĩ dầu xía thì dàn tờ. Cái đó là một ý nghĩa. Khó nó giờ lúc chưa lù. Có khi chúng ta xem những người ở ngoài họ thì cũng giàu có, họ thì cũng có bộ mặt cũng rất là tốt. Thôi biết bỏ dân đánh sát đầu lớn cũng mua kỹ, dùng cầu thêm mua nhiệt chìa. Nhưng mà cuối cùng thì một năm, hai năm thì họ thì ly dị thôi. Thì sẽ ít tù, ít hiểu quá chúng chỉ lời chỉ là xin đầu lời. Cho nên chúng ta thấy bởi vì họ không có lời Chúa là như vậy. Vì biết bỏ tiền là chỉ mua qua sơ lù. Không có ngô lời Đức Chúa Trời, không có Đức Chúa Trời dẫn dắt. Chỉ muốn bảo sao lục thiết chỉ muốn bảo chữ trả lời lúc này. Nhưng mà chúng ta đã khác nhau là chúng ta có Đức Chúa Trời. Khoảng nào biết xin tới vì biết muốn bảo chữ. Chúng ta có ngôi lời Đức Chúa Trời. Biết muốn bảo sao lục. Đó là kết hôn. Khoảng tây giờ kỹ sĩ dụ. Hiểu từ đó chưa ạ? Nếu bọn ta tốt sự dành, lo luôn đã là. Kết hôn người trong Chúa và người ngoài Chúa là khác nhau. Kỹ sĩ dụ hết đầu bảo chữ thiết kỹ sĩ dụ nhất rồi xa đầu bảo chữ kỹ sĩ Kết hôn ở trong Chúa là có lời Đức Chúa Trời. Kỹ sĩ dụ hết đầu bảo chữ thì khoảng tây muốn bảo sao lục. Đó chính là kết hôn. Khoản tiền kỹ sư dụ. Không phải có một người thôi là kết hôn, không phải. Chỉ tiền ít tu sĩ chỉ là sư dụ là. Không phải là mình thấy người kia tốt quá là lên kết hôn, không phải. Chỉ tiền bỏ tụi này tớ rong thôi chỉ là dụ tụi này. Đức Chúa Trời. Thì là đồng hóa chữ. Phải không ạ? Quyền lên nữa. Khi mà tôi thấy hai người. Họ cũng bỏ tù. Là có Đức Chúa Trời. Mua hóa chữ. Cái đó là vui nhất. Khoản tiền không muốn đứng kỳ đùa hữu tí xì. Mặc dù suy nghĩ của hai người là khác nhau. Giờ thì ông cho cái xã yêu xít sợ lò. Mặc dù văn hóa của hai người là khác nhau. Giờ thì là trong cha chị là cũng xít sợ. Nhưng điều quan trọng nhất đó là lời Đức Chúa Trời. Thì sẽ không có cái cường cầu khoản tiền của sự sao lù. Hai người có thể sống một cuộc đời. Chỉ tổng đó tùy ông lúc này ca sĩ thì dùng chia tỏ. Lòng tôi cũng rất là cảm ơn Đức Chúa Trời nhiều. Nhưng là trong này của lúc xít cũng không ai sợ tâm. Đức Chúa Trời cho những thời gian rất là vui bão. Và sẽ buôn tay lúc xí hở muốn đứng kỳ thằng bò. Ta sẽ mở Kinh Thánh. Phụ tập ở sao lù. Chúng ta sẽ mở Kinh Thánh Ê-phê-sô. Cứ xem vào tập 1 Ê-phê-sô. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 22. Ê-phê-sô trong chiến kỳ này của ô. Tôi xin đọc trước. Cô thân nhìn vấn đề. Hỡi kẻ nam vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ. Khác nào đơn Christ là đầu hộ thánh. Hộ thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hộ thánh. Ấy vậy như hộ thánh phục dưới đơn Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như đơn Christ đã yêu hộ thánh, phó chính mình vì hộ thánh, để khiến hộ nên thánh. Sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hộ tinh sạch, đang tỏ ra hộ thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi, giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ái, chồng phải yêu vợ như yêu chính bản thân mình. Hãy yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy, vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như đơn khí đối với hội thánh, vì chúng ta là các chi thể của thân thể Ngài. Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ và dính líu mình, hai người trở nên một thịt. Tôi xin đọc tên câu 31. Episode đoạn 22 tập 31. Tôi biết sao xung xí tin về mình có ông chồng về nhà rồi. Thế, cô thôi nhẹ. Nên cho ủi gió bọn nhẹ, nên dứa xùm lòng, nên tụ xí lũ, ý giả lì, nên lòng tụ chứa lũ. Đâu có tụ xí lý dò, tụ ủa mua hư chỉ cá, tụ bọn nhẹ dọ. Ý giả lì, dì xù khía tỏ mua. Cá chọn trình, chọn trình dò dì xù khía tỏ lũ chỉ, thế dì xù khía tỏ dò chọn trình, tụ chẳng sinh. Dì lý tạo, nên cho ủi gió bọn nhẹ, nhiều dứa xùm lòng, nhiều tụ xí lũ. Lùn xua lo
ý giả đi chọn dành lòng Giê-xu thì tỏ lùi nê chó ủa dọa dì nê dọa dù luôn tụ bọn nè ý giả lì lưu Giê-xu thì tỏ lưu chọn dành kia nữ muôn nữ lưu chế lò xì chọn dành nữ muôn mua đây thêm muôn nữ do xuyên lò sau chọn dành còn phú nữ kia dòng muôn nữ lớp bố đó mà chứ nếu quân đi tàu người kia kia tàu cho rằng quân dùng thần tàu chỉ mua ít khó sầu chỉ kế chỉ xong kia chỉ mua ít khó phê lì do lò quân người tù cho chính này quân cho chính này quân dù lúc lấy tù con đi ít giả gì lấy lúc lấy lúc chế tù chính quân lúc người tù con đi tù tàu nhưng lúc người lúc chế dễ chỉ mua lấy từ nữa cho nửa lúc thì chùa mua nửa tuổi dưới tuổi thế kia chỉ ăn rau chỉ mò trầu dùng lúc chỉ giả ly sự kia to trầu của trầu chọn dành trầu khó cái sợ đời của lấy tổng vị sự lúc chỉ trở ly mua lúc sau kia trầu khó qua chữ sau nửa tiền tự do vì ly nó tu của tu tu kia cho nửa luôn nửa niệm nửa trí dễ thiết một trò lời tụ bọn niệm nho thậu cờ ốc lệnh vô cộng ít cho khi lưu chế ở đây thì Kinh Thánh nói khó niệm bao sau lửa hài là con 25 ở cây này ngầu si Kinh Thánh này nói như thế này: hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh để khiến hội nên thánh, khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội thánh sạch. Về đây hội xin lại thì nên yết nên cho giờ xin nên nên yết sủ lưu nên tụ phong nè giờ lấy nên lưu yết sủ lưu chọn dành thiên nửa muôn nửa lúc chỉ lò xin chọn dành. Câu này thì chúng ta dành cho ai ạ? Ngày nó biết muốn gì trong lịch sử. Câu này thì nói cho anh em là cây nó hại trâu từ cái tì làng. Kinh Thánh thì nói hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình, phải không ạ? Và sao lỗi tiền tụ trí có sự lúc của thức này phải không ạ? Bùi gia linh đó là đó là Kinh Thánh nói. Còn đi và sao lỗi hại thế thì tôi sẽ hỏi anh em làm nhà anh đã quý ông lâu từ cái tì làng. Các bạn chị em thì muốn hỏi không ạ? Cho kính tí thích cho một số tôi nếp vào xăm lâu à. Kinh Thánh thì nói và sao lỗi hại thì hỡi người làm chồng nên cháu bây giờ chỉ nên hãy yêu vợ mình thế rồi luôn đi cái con nè như Đức Christ đã yêu hội thánh, bây giờ liều gì sự kiện đó luôn để chọn dành anh em lan tôi cứ đi làm có yêu chị em dở không ạ? Có bốn lưu từ mùa già anh em lan thì có yêu chị em dở không? Tôi cứ đi làm có bốn lưu từ mùa già. Ở dưới thì nghe tiếng lớn không? Nếu bọn hắn rõ lọt thế à? Anh em ba này quay lại đằng sau thì tìm ra tỏ ca. Anh em ba này có yêu chị em dở không? Tôi có tin làm có bốn lưu tôi muốn chờ. Dạ có. Nghe được chưa ạ? Nếu bọn hắn rõ là yêu như thế nào? Lưu dù lịch à? Yêu như Chúa Giê-xu yêu chúng ta. Các em chị em thì thấy câu trả lời đó có thỏa đáng không? Anh em đồng lo lù tế điện tờ của chồng xưa thế à? Không, chưa. Thế thì nói đi ạ. Rồi em đã có hài đùa. Trả lời tiếp rồi ạ. Yêu như thế nào? Đã có tới đùa, lưu dụng được chả? Yêu như... Yêu như cá yêu nước. Mùa khô thì nước cạn làm sao mà yêu như cá yêu nước? Vậy ta mới nấu ở đây của lợi chị vô lưu dụng được chả?
Sĩ lúc đi ngô khô thì nước cạn thì cá chết rồi. Lúc chúng tôi cuốn đi để dây vô tùa. Các bạn chị em chắc cái tiết trong một số tù. Bây giờ là các bạn chị em thì muốn anh em làm gì các anh em. Giờ này sao của tập cái tiết làm nó vừa đã gì rồi nên chỉ lấy hai tờ. Muốn anh em làm thể hiện tình yêu của mình. Sao có cái tí lan đã muốn được sắp kinh lưu rồi được chả? Nếu mà trong tình yêu mà không có thể hiện thì nhất rồi sắp kinh lưu ở siêu quân sự. Nếu mà mình yêu mà chỉ có ngắm thôi thì những lúc này thì là lúc có ý nghĩa không ạ? À? Thế say chứ mà cũng muốn được cái đó gì? À? Nếu mà yêu thôi, ngắm thôi là không có ý nghĩa. Đẹp lưu thì say chứ mà chỉ muốn được cái đó gì thì mình phải tỏ tình cảm của mình chứ. Nhớ chủ khi trời sắp kinh lưu rồi thì mình phải bộc lộ tình cảm của mình chứ. Nhớ chủ cái sắp kinh lưu là được sửa tua. Đúng không ạ? Bây giờ lên đó à? Các bạn chị em đồng ý không? À, thì cứ đi cho một số tuổi nếp bỏ cháu xí. Rồi, thế thì thể hiện tình cảm của mình. À, chị quên, chắc chị xin lúc xin xuống kìa. Quay về đằng sau đó. Tìm một đồ tỏ ca. Hai người đã quay về đằng sau đó. Biết chưa tìm một đồ tỏ ca. Dạ. Anh em loa này thể hiện tình cảm của mình. À, thì đi làm đỡ buồn, xin xem được chút kỳ lưu, buồn sửa. Chưa được đâu. Thấy chưa chính xác hả? Ờ, còn đến chính xác, không nhìn thấy. Bây giờ là có người thì nói là hãy làm lại đi. Xoay đông chút xíu. Được chưa ạ? Qua tao lửa. Rồi cảm ơn tao là ôn trường thao. Anh em này đã bày tỏ về tình cảm của mình rồi. Tôi có đi lần này chỉ biết tứ quên tỏ nên sao kịp không lời. Thế thì có ai có câu muốn hỏi anh em Lan không ạ? Nếu bố muốn thì xám lòng tôi có đi lần thôi à? Câu gì mình muốn hỏi? Lo lù đã chiều như xám lòng. Tôi xin mời. Cô thất chờ. Anh muốn hỏi lấy thì sao không ạ? Anh em á. Cho cái ti sư. Bây giờ câu trả lời là cho dành cho anh em nào. Cho cái ti này mua là lùn nùng từ cái ti làng. Mình bỏ qua ông thế như vậy. Bạn muốn hỏi thì đặt ra câu hỏi thì xin mời ạ. Mua là lùn nùng chì chỉ lì ra tề thêm lòng. Cho micro ạ. Mua luôn micro đầu. Xin hỏi anh em Lan yêu vợ mình như thế nào ạ? Không hỏi. Cũng nếu như vợ mình bị bệnh ung thư thì mình có yêu ông rất là không ạ? Chỉ có hỏi như vậy thôi. Anh em Lan yêu vợ mình mà vợ mình bị bệnh ung thư thì có yêu vợ mình như nào? Chào mừng. Dạ anh em xin trả lời câu hỏi của mục sư là yêu luôn. Nhưng mà bị ung thư thì cũng yêu luôn. Và sẽ cầu nguyện cho chị em thì bị chuyện này, cái căn bệnh ung thư này. Cảm ơn Chúa. Ai được có câu hỏi không? Có câu hỏi nào là đặc biệt hơn chút xíu? Mua là lùn nào rồng đùa thế. Có câu hỏi này. Xin hỏi anh
phải anh em làm đến như mà khi cưới được chị em dở rồi. Sau này nếu thấy cô gái nào mà đem lớp chị em dở thì anh em làm sẽ như thế nào? Em gái đó rủ rỗ mình thì mình sẽ xử lý như thế nào? Ok. Câu hỏi rất hay. Lâu luôn lâu dâu cần cầu. Trả lời đi ạ. Chị là Tê Sư. Trả lời đi ạ. Chị là Tê ạ. Nghe lại cái câu hồi nãy cái câu là yêu như